những ai sẽ vào tứ trụ tại Đại hội Đảng năm 2021. Bài viết của tác giả Trương Xuân Danh xin được kính gửi tới toàn thể quý vị khán thính giả cùng lắng nghe. Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức 5 năm một lần. Nó được ví như một ngọn hải đăng của hệ thống chính trị. Một đảng tại Việt Nam, mỗi lần đại hội, đảng lại nỗ lực trình làng một thế hệ lãnh đạo mới, chất lượng, mang đậm hàm ý đổi mới. Kể từ những ngày đầu năm trước đại hội cho đến những hội nghị trung ương cuối cùng trước khi chốt các nhân vật ở tầng cao nhất, chủ đề nhân sự luôn sôi động, thu hút được sự chú ý đặc biệt của dư luận. Có thể còn quá sớm để đưa ra các nhận định hay dự đoán về dàn lãnh đạo chủ chốt mới tại đại hội 13, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 1 năm 2021. Nhưng ngay từ bây giờ, chúng ta có thể dựa trên các dữ liệu cứng như các quy định thành văn của đảng ban hành được lựa chọn nhân sự, cấu trúc hệ thống lựa chọn từ trên xuống theo truyền thống vẫn còn ổn định, và cuối cùng là các quy ước bất thành văn để đưa ra những phân tích, phán đoán cơ bản. Không thể phủ nhận rằng các đại hội kể từ 2 thập niên trở lại đây, sự dân chủ trong đảng đã được gia tăng mạnh mẽ, đặc biệt đối với các vấn đề chuẩn bị nhân sự chủ chốt cho mỗi kỳ đại hội. Các quy định tiêu chí, tiêu chuẩn về các vị trí nhân sự chủ chốt của đảng được ban hành chi tiết. Các thông tin về nhân sự chủ chốt, quy trình bỏ phiếu đều được công khai tối đa. Đó sẽ là những yếu tố quan trọng để phân tích các phán đoán trở nên chất lượng hơn. Bộ Chính trị và 3 nhóm thế hệ. Bộ Chính trị Đại hội khóa 12 có 19 người, nhưng hiện nay chỉ còn 16 người làm việc. Theo quy định về độ tuổi, chúng tôi tạm thời chia làm 3 nhóm. Nhóm thứ nhất, những người quá tuổi tái cử ủy viên Bộ Chính trị theo quy định và phải rời vị trí sau Đại hội 13, trên 65 tuổi vào ngày bầu cử đại hội, tạm gọi là nhóm Bộ 8, bao gồm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. 7 người sinh vào những năm 1953, 1954 và 1955. Cụ thể, nhóm này gồm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, sinh năm 1944, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, sinh năm 1954, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội, sinh năm 1954, ông Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư, sinh năm 1953, bà Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, sinh năm 1954, ông Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực, sinh năm 1955, ông Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, sinh năm 1954, và ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành phố Hồ Chí Minh, sinh năm 1953. Như vậy, Bộ 8 về nguyên tắc sẽ không tái cử Đại hội 13, chiếm 50% số lượng ủy viên Bộ Chính trị hiện nay, tương đối phù hợp với nguyên tắc kế cận. Nhóm thứ hai gồm 6 ủy viên Bộ Chính trị là nhóm theo quy định được cơ cấu tái cử, dưới 65 tuổi vào ngày bầu cử Đại hội 13. Sinh vào các năm 1957, 58 và 59, tạm gọi là nhóm Bộ 6, cụ thể bao gồm ông Phạm Minh Chính, trưởng ban tổ chức Trung ương, sinh năm 1958, bà Trương Thị Mai, trưởng ban dân vận, sinh năm 1958, ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, sinh năm 59, ông Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ, sinh năm 1957, ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, sinh năm 1957. Nhóm thứ ba là nhóm sinh từ năm 1961 trở về sau, tạm gọi là nhóm 2026, tức là nhóm không có những tái cử ở nhiệm kỳ Đại hội 13 mà còn đủ tuổi để tái cử vào nhiệm kỳ Đại hội 14 năm 2026. Bao gồm hai ông Võ Văn Thường, trưởng ban tuyên giáo Trung ương, sinh năm 1970, và ông Nguyễn Văn Bình, sinh năm 1961, trưởng ban kinh tế Trung ương. Ai sẽ là Tổng Bí thư? Trong trường hợp Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng không tái đắc cử Đại hội 13, chúng ta bắt đầu tiến hành diễn dịch của quy định 90/QĐ-TW về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, được ban hành ngày 4 tháng 8 năm 2017. Đoạn quy định chức danh, Tổng Bí thư ngoài các tiêu chí chung có một điều kiện đặc biệt: ứng cử viên phải có năng lực lãnh đạo, điều hành Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư,
Trong các phiên họp của Ban chấp hành Trung ương hiện nay, ngoài Tổng Bí thư có 3 chức danh là Thủ tướng, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và Thường trực Ban Bí thư, được phép ngồi vào chủ tọa và điều hành phiên họp. Trong lịch sử và theo truyền thống kể từ thời Tổng Bí thư Lê Duẩn, tại Đại hội 6 năm 1986, các nhân vật phải nắm giữ vị trí Thường trực Ban Bí thư trở lên cho đến các vị trí cao nhất mới có khả năng kế cận trở thành Tổng Bí thư. Cụ thể ở đây, tại Đại hội thứ 6 năm 1986 là ông Nguyễn Văn Linh, trước đó là Thường trực Ban Bí thư. Đại hội 7 năm 1991, ông Đỗ Mười, trước đó là Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng tương đương Thủ tướng hiện nay. Đại hội 8 năm 1996, ông Đỗ Mười tiếp tục tái đắc cử. Tại Hội nghị Trung ương tháng 12 năm 1997, Ban chấp hành Trung ương đã bầu ông Lê Khả Phiêu làm Tổng Bí thư. Ông Lê Khả Phiêu lúc đó là Thường vụ Bộ Chính trị, một trong 4 vị trí cao nhất sau Tổng Bí thư Đỗ Mười. Đại hội 9 năm 2001 là ông Nông Đức Mạnh, trước đó là Chủ tịch Quốc hội. Đại hội 10 năm 2006, ông Nông Đức Mạnh tiếp tục tái đắc cử. Đại hội 11 năm 2011 là ông Nguyễn Phú Trọng, ông lúc đó là Chủ tịch Quốc hội. Đại hội 12 năm 2016, ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục tái đắc cử. Với quy định về chức danh Tổng Bí thư và theo lịch sử lựa chọn các vị trí quyền lực cao nhất từ trên xuống được truyền thống hóa kể từ thời Tổng Bí thư Lê Duẩn, thì hiện nay các ông Nguyễn Xuân Phúc, bà Nguyễn Thị Kim Ngân và ông Trần Quốc Vượng hiện sẽ có nhiều lợi thế. Tuy nhiên, trong 3 người thì bà Nguyễn Thị Kim Ngân có vẻ như không được truyền thống hay lịch sử ưu ái, vì trong lịch sử cũng như theo trong truyền thống của Đảng chưa có Tổng Bí thư nào là nữ. Ngoài ra, Tổng Bí thư qua tất cả các thời kỳ cũng đều là người miền Trung và miền Bắc. Xét trên những quy định quy ước bất thành văn thì hiện nay mọi cặp mắt đang đổ dồn về bộ đôi là ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Trần Quốc Vượng. Với các tiêu chí đã kinh qua và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở chức danh Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy hoặc trưởng ban bộ ngành trung ương, tham gia Bộ Chính trị một trong những nhiệm kỳ trở lên, trường hợp đặc biệt do Ban chấp hành Trung ương quyết định cho thấy việc quy định ứng cử viên Tổng Bí thư phải đi địa phương hay tham gia chọn một nhiệm kỳ chính trị đã không còn cứng như trước. Nhóm tứ trụ và ẩn số miền Nam. Việc Đảng chưa có chủ trương nhất thể hóa hai chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước nên đến Đại hội 13 khả năng cao chúng ta lại chứng kiến sự quay lại của cấu trúc 4 chức danh chủ chốt thường gọi là tứ trụ. Vậy những ai có khả năng tiến đến những chiếc ghế còn lại trong tứ trụ bao gồm Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội. Quy định 90/QĐ-TW đối với các chức danh Chủ tịch nước đều có các tiêu chí cụ thể bao gồm uy tín, được hiểu là không bị kỷ luật về đảng, hoặc mức độ tín nhiệm cao trong Bộ Chính trị đã được bỏ phiếu, năng lực nổi trội, lĩnh vực công tác nếu áp dụng các tiêu chí chung cho nhóm Bộ 6 và nhóm 2026 thì cả 8 vị trí tái của Bộ Chính trị đều có cơ hội ngang nhau. Tuy nhiên, theo tiêu chí của chức danh này, kinh qua và nổi trội hơn trong các lĩnh vực công tác an ninh, đối ngoại, tư pháp thì ba ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng, Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, Phạm Minh Chính, trưởng Ban Tổ chức Trung ương sẽ có lợi thế hơn. Đối với chức danh Thủ tướng, ngoài các tiêu chí chung, theo lịch sử và truyền thống của tất cả Thủ tướng hay Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, trước đây, kể từ thời Thủ tướng Phạm Văn Đồng đều trưởng thành từ Phó Thủ tướng, đó là Phạm Hùng, Đỗ Mười, Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải, Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Xuân Phúc. Điều này thể hiện tiêu chí cho việc lựa chọn nhân sự Thủ tướng đặt yếu tố kinh nghiệm trong điều hành bộ máy hành pháp lên hàng đầu. Như vậy, các lợi thế sẽ thuộc về các Phó Thủ tướng hiện nay như ông Trương Hòa Bình, Phạm Bình Minh, ông Vương Đình Huệ hay là Trịnh Đình Dũng và ông Vũ Đức Đam không tham gia Bộ Chính trị. Trong đó, Phó Thủ tướng thì ông Trương Hòa Bình sinh năm 1955 thì hiện nay không đủ tiêu chuẩn tuổi để tái đắc cử chính trị. Và về lĩnh vực phụ trách, ông cũng chuyên trách về mảng nội chính, tư pháp. Ông Phạm Bình Minh chủ yếu phụ trách lĩnh vực đối ngoại. Ông Vương Đình Huệ nếu xét về tiêu chí thứ ba trong quy định chức danh Thủ tướng là cần có khả năng đủ hiểu sâu, rộng nền hành chính quốc gia, kinh tế, xã hội đất nước, kinh tế, chính trị thế giới và hội nhập quốc tế thì có vẻ như là người nhiều lợi thế nhất.
cuối cùng là chức danh Chủ tịch Quốc hội cả hai nhóm Bộ 6 và nhóm 2026. Gồm 8 ủy viên Bộ Chính trị có thể tái đắc cử cơ hội như nhau để tiến đến chức danh đứng đầu cơ quan lập pháp này. Tuy nhiên, nếu theo tiêu chí của chức danh Chủ tịch Quốc hội như có năng lực nổi trội, toàn diện trong các lĩnh vực công tác xây dựng pháp luật, giám sát thực thi pháp luật, thì bà Trương Thị Mai, sinh năm 1958, trưởng ban dân vận hiện nay, đang có lợi thế hơn cả. Bà Mai từng là chủ nhiệm Ủy ban Quốc hội, Ủy ban các vấn đề của xã hội Quốc hội, cũng là Ủy viên Thường trực Quốc hội, hai khóa từ 2007 đến 2016. Bà Mai hiện cũng là một trong ba người có thâm niên tham gia Ban chấp hành Trung ương chính thức lâu nhất, ba khóa từ Đại hội 10 năm 2006. Trong số Bộ 8 tái cử, bà là đại biểu Quốc hội có thâm niên cao nhất trong nhóm Bộ 8, Ủy viên Bộ Chính trị có khả năng tái cử hiện nay. Nếu không có gì thay đổi, bà sẽ tham gia và đại biểu Quốc hội ít nhất trọn 24 năm kể từ năm 1997 cho đến 2021. Là người tham gia sinh hoạt nghị trường hơn 2 thập kỷ liên tục. Cuối cùng, cần nói thêm là việc truyền thống bất thành văn, có tính chất vùng miền, có thể bỏ qua đó là kể từ năm 1975, bốn vị trí cao nhất chưa từng vắng mặt một trong nhân vật đến từ miền Nam. Bộ Chính trị khóa 12 hiện nay có bốn nhân vật đến từ miền Nam, bao gồm bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Bến Tre, ông Nguyễn Thiện Nhân, Trà Vinh, ông Trương Hòa Bình, Long An, ông Võ Văn Thường, Vĩnh Long. Tuy nhiên, trong bốn nhân vật trên, theo quy định, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, ông Nguyễn Thiện Nhân và ông Trương Hòa Bình đã quá tuổi tái cử Bộ Chính trị. Nhân vật miền Nam theo quy định đủ tuổi tái cử là ông Võ Văn Thường, sinh năm 1970, trưởng ban tuyên giáo Trung ương, trưởng thành khá trẻ. Ông sinh năm 1970, vì vậy việc tứ trụ khóa 13 có cơ cấu cứng một nhân vật đến từ miền Nam hay không vẫn là còn một ẩn số. Ngoài nhóm tứ trụ, theo nguyên tắc đến hết khóa này, số lượng ủy viên Bộ Chính trị vẫn có thể được bổ sung để đạt lại con số 19 như Đại hội 12 đã bầu. Nếu số lượng ủy viên chính trị trở lại con số 19 thì các vị trí tứ trụ được dự kiến cho Đại hội 13 như phân tích ở trên, theo chúng tôi bị ảnh hưởng, nó chỉ ảnh hưởng đối với vị trí ở nhóm dưới, nhóm Bộ 8 tái cử. Đối với vị trí thường trực Ban Bí thư, cơ hội cũng được chia đều cho nhóm Bộ 8, ủy viên Bộ Chính trị tái cử. Tuy nhiên, các nhân vật đang điều hành công tác đảm nhiệm hiện nay được chú ý hơn, bao gồm ông Phạm Minh Chính, bà Trương Thị Mai, ông Võ Văn Thường và ông Nguyễn Văn Bình. Vị trí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nếu ông Ngô Xuân Lịch không tái đắc cử, theo truyền thống kế cận sẽ là một nhân vật đến từ lực lượng vũ trang, là Bộ Quốc phòng. Hiện nay trong Bộ Chính trị và Ban Bí thư chỉ có ông Lương Cường, sinh năm 1957, Bí thư Trung ương Đảng. Công tác tại Bộ Quốc phòng, ông là đại tướng và là chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Những người ủng hộ ông đương nhiên là muốn một kịch bản lặp lại như Đại hội 11. Lúc đó, ông Ngô Xuân Lịch cũng là Bí thư Trung ương Đảng và là chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Vị trí Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, nếu ông Phạm Bình Minh rời đi để tiến đến một vị trí cao hơn, sau hai nhiệm kỳ, chúng ta sẽ có tân Bộ trưởng Ngoại giao. Nhân vật này, theo truyền thống, Bộ trưởng sẽ là người từ bộ này, người hoạt động ngoại giao chuyên nghiệp duy nhất. Trong quá khứ có Đại hội 10 2006, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm từ chính phủ sang kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Do lúc đó bộ này khủng hoảng nhân sự, chỉ bầu được một ủy viên dự khiết Ban chấp hành Trung ương, đó là Thứ trưởng Phạm Bình Minh. Bộ Ngoại giao hiện có hai thứ trưởng là Bùi Thanh Sơn và Lê Hoài Trung, đều là Trung ương ủy viên. Các vị trí còn lại như các trưởng các ban đảng, bao gồm tổ chức, tuyên giáo, dân vận, kinh tế, các bộ trưởng công an, bí thư Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, theo tôi vẫn là ẩn số cho đến khi cấu trúc vị trí chủ chốt bên trên ổn định. Theo nguyên tắc, việc cơ cấu các ủy viên Bộ Chính trị đề bầu tại đại hội thường nhắm vào các chức vụ cụ thể, ngược lại các chức danh đó phải được cơ cấu cứng là ủy viên Bộ Chính trị nắm. Như vậy, hai bí thư Trung ương Đảng hiện nay là ông Nguyễn Xuân Thắng, chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, và ông Trần Cẩm Tú, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, hiện nay đang có nhiều lợi thế để ngồi vào chiếc ghế ủy viên Bộ Chính trị kế tiếp, vì thường hai vị trí đó vẫn theo truyền thống được cơ cấu cứng phải là ủy viên Bộ Chính trị nắm. Khoảng trống 6x. Trong số 23 ủy viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư hiện nay, chỉ có 3 nhân vật sinh ở thế hệ 6x, đó là ông Nguyễn Văn Bình, ủy viên Bộ Chính trị sinh năm 1961, ông Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng sinh năm 1961, và ông Trần Thanh Mẫn,
Bí thư Trung ương Đảng sinh năm 1962. Điều đặc biệt lưu ý đó là hiện Bộ Chính trị chỉ có một nhân vật duy nhất ở thế hệ 6X, đó là Nguyễn Văn Bình, sinh năm 1961. Điều đó cho thấy đang có một khoảng trống thế hệ cho nhóm lãnh đạo 6X hay sự thiếu vắng những lãnh đạo chủ chốt thế hệ 6X. Điều đó dẫn đến việc Đại hội 14 năm 2026, một thế hệ lãnh đạo 6X, 7X nhiệm kỳ Bộ Chính trị Ban Bí thư khóa này, nếu được tái cử thì còn 4 nhân vật là ông Võ Văn Thưởng, Nguyễn Văn Bình, Trần Cẩm Tú và ông Trần Thành Mẫn. Đó là thế hệ tỷ lệ kế cận 6X khá khiêm tốn. Do vậy, chúng tôi nhận định tại Đại hội Đảng 13 chủ yếu sẽ là sự bổ sung thế hệ từ giữa cho đến cuối 6X cho Bộ Chính trị và Ban Bí thư, đảm bảo vững chắc nguyên tắc kế thừa các thế hệ lãnh đạo. Theo như phân tích trên đây, cùng với truyền thống thâm niên và kế thừa lãnh đạo, nếu không có gì thay đổi, các ông như Võ Văn Thưởng, Nguyễn Văn Bình, Trần Cẩm Tú và Trần Thanh Mẫn sẽ được tiến đến những vị trí cao nhất trong hệ thống quyền lực tại Đại hội 14 năm 2026. Xin được trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin chào tạm biệt. Thân ái.